học tiếng, tìm hiểu, làm quen với sa bàn địa hình, địa vật là những việc làm của các cán bộ chiến sĩ đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Cơ sở tỉnh Nghệ An trước khi sang nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng băng rừng, lội suối, đến từng bản làng, dò từng thông tin để mong có được manh mối của liệt sĩ, cất bốc, đưa về với đất mẹ Việt Nam. Khó khăn gian khổ, nhưng các cán bộ chiến sĩ của đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Cơ sở tỉnh vẫn không nản lòng. Triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn như là thông tin về các phần mộ là ngày càng ít ở các cái vùng sâu, vùng xa, địa hình là thời gian lâu nên địa hình là có nhiều thay đổi. Người biết cái thông tin để cung cấp cho cán bộ nhân viên đội quy tập thường triển khai thực hiện nhiệm vụ thì nay tuổi đã cao, trí nhớ giảm nên việc cung cấp thông tin cũng gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình đi tìm mộ liệt sĩ của đội quy tập, luôn có sự đồng hành của các lực lượng nước bạn Lào, cùng chia sẻ để nắm bắt thông tin và tạo điều kiện tốt nhất để bộ đội Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là nỗ lực hết mình để làm sao đưa được các liệt sĩ về với quê hương. Chúng tôi đã chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện để bộ đội Việt Nam tìm kiếm cất bốc liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước chúng tôi. Do thời gian quá lâu, tình hình có thay đổi nên công tác gặp nhiều khó khăn. Nhưng mặc dù khó khăn đến mấy thì tỉnh Siêng Khoảng vẫn phối hợp đội quy tập để tìm kiếm cất bốc hài cốt các bác để đưa về với đất mẹ Việt Nam. Trong gần 40 năm qua, đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc được gần 12.900 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về với đất mẹ Việt Nam. Trong số đó có 1.685 hài cốt có thông tin, tên và quê quán. Đã tổ chức bàn giao 927 liệt sĩ về cho các địa phương, gia đình chăm sóc. Qua đó làm vơi đi nỗi mất mát của nhiều gia đình liệt sĩ. Tôi rất là xúc động và cảm ơn sự chăm lo, quan tâm và hết sức là chu đáo và có trách nhiệm của ở tỉnh Nghệ An cũng như là của cái lực lượng vũ trang ở ngoài này đã tạo một cái điều kiện mà thuận lợi nhất để gia đình được đưa hài cốt của chú tôi về quê hương. Và để nỗ lực đưa các anh về với quê mẹ, đơn vị đội quy tập mộ liệt sĩ đã có 9 người hy sinh, 10 đồng chí thương binh trong khi làm nhiệm vụ. Mặc dù gian khổ, nhưng niềm vui của các cán bộ chiến sĩ đội quy tập khi những chuyến đi lại tìm kiếm được thêm các liệt sĩ về với quê mẹ Việt Nam. Hành trình đi tìm mộ liệt sĩ trên đất bạn Lào vẫn tiếp tục. Mỗi chuyến đi là tâm huyết, là trách nhiệm, hy vọng đưa các liệt sĩ về với đất mẹ.